Hello, xin chào các bạn ha. Thì hôm nay tôi xin trình bày cái phần mà phân biệt chấp và lẹo các bạn. Thì một cái mà nhận dạng mà chung chung nhất á, là các bạn thấy cái tổn thương mà nó nằm ở phía ngoài của mi mắt, hoặc là chúng ta lật mi ra nằm ở phía trong mi mắt, nó không có cán lên cái mi mắt thì đó là gọi là chấp. Nếu mà một cái tổn thương nó nằm cán trên cái mi mắt luôn, như vậy nè, nó cán mi mắt gì luôn thì gọi là lẹo ha. Thì người ta nói chấp thì do tắc nghẽn tuyến meibomius và nó không nhiễm trùng, nó cương tụ, sưng phù nề và đau mi mắt, ngoài mi mắt hoặc trong mi mắt, tức là nó nằm ở bên ngoài mi mắt hoặc bên trong mi mắt. Người ta nói chấp là nó nằm rời ra ngoài hoặc là nó nằm ở bên trong, nó không cán lên bờ mi thì người ta gọi là chấp. Bởi vì khi chấp và lẹo chúng ta nhìn y chang nhau, nhưng mà có những cái tiêu chuẩn như vậy thì chúng ta mới phân biệt được thôi. Còn đối với lẹo thì nó, nếu mà nó nằm cán lên mi mắt như vậy thì người ta gọi là lẹo. Người ta nói lẹo là do nhiễm trùng ha. Chấp thì không nhiễm trùng, nhưng mà lẹo do nhiễm trùng. Nó cương tụ, sưng phù nề và đau mi mắt, nó nằm ở trên, cán lên trên bờ mi mắt. Tác nhân gây bệnh thường là do tafilococcus, tức là tụ cầu tafilococcus. Thì cái cách ghi nhớ là sao? Lẹo là lương lẹo, lương lẹo tức là nó lương lẹo, tức là nó cán lên, nó chồng lên á. Nó cán lên, chồng lên gọi là lương lẹo. Lẹo sẽ cán lên bờ mi hoặc cạnh trong của cạnh ngoài bờ mi. Thì cách nhớ là chấp thì nó không có lương lẹo với ai, cho nên nó nằm rời bên ngoài. Còn lẹo là nó sẽ dính lẹo lại ha. Thì gọi là lương lẹo. Lương lẹo thì phải nó cán trên bờ mi ha các bạn. Tôi xin tóm tắt lại, chấp thì do tắc nghẽn, chấp là không nhiễm trùng, lẹo thì do nhiễm trùng. Chấp á, thì nó cương tụ, sưng phù nề và đau mi mắt. Lẹo cũng cương tụ, sưng phù nề và đau mi mắt. Chấp thì nó nằm ở ngoài mi mắt hoặc trong mi mắt. Lẹo thì nó cán trên bờ mi mắt hoặc cạnh trong của cạnh ngoài bờ mi. Chấp thì không nhiễm trùng, không có tác nhân. Lẹo thì tác nhân của nó là do tụ cầu tafilococcus. Thôi, tôi xin kết thúc clip tại đây. Chúc các bạn học tập được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.